Theo thời gian, gương mặt của bạn dần xuống cấp. Các sợi collagen già cỗi kéo theo vết chân chim, vết nhăn quanh mắt. Các đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhường chỗ rãnh sâu nơi mũi, má, miệng. Đường viền hàm thon gọn cũng nhường chỗ cho làn da chảy xệ, trùng nhão. Với phương pháp trẻ hóa da bằng chỉ collagen, bác sĩ BB Thanh Mai nhẹ nhàng đưa các sợi chỉ collagen với kích thước nhỏ vào sâu dưới da mà không cần tác động cắt gạch hay gây chảy máu nào. Ồ, nâng hẳn chị ạ. Mình thấy nâng nhiều. Dạ. Mà chị thấy méo mặt luôn đó Vân. Dạ. cái là cái phần mắt này. Mình thấy cái Vân nhìn thẳng đi. Vân nhìn thẳng, ví dụ như phần thẳng chị thì mình thấy cái phần mí mắt bên đây nó cao hơn bên đây, sệ hơn này. Dạ đúng chị. Vân thấy cái rãnh khóe bên đây sâu hơn bên đây, đi nâng cao vì cái da của mình đã được nâng lên. Dạ. Thì như vậy cái khóe bên đây không sâu bằng, coi như là hầu như là không thấy. Dạ. Cái lúc khóe bên đây thì mình vẫn thấy còn một phần ở đây. Nâng cả cái vùng này đúng nâng chị. Cả cái vùng nâng này. Cả cái vùng này luôn. Cho nó cái phần nó lõm hơn, cái phần này vẫn dạ, còn à. Còn đầy hơn rất là nhiều. Dạ đúng. Vân thấy nâng cả cái vùng này. Mà nhất là cái mắt nữa. Thì bác sĩ đã sử dụng chỉ ở ngay cái phần mà thái dương để có thể nâng kéo lên, thì rõ ràng cái phần bên đây khác hoàn toàn so với phần bên đây. Dạ vâng ạ. Các sợi chỉ collagen tạo thành mạng lưới nâng đỡ các cấu trúc đã bị đứt gãy, tăng lưu lượng máu, kích thích tăng sinh mao mạch, các lớp mô hạt và nguyên bào, giúp nâng cơ và thon gọn khuôn mặt. Phương pháp trẻ hóa da bằng chỉ collagen tại PP Thanh Mai được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ uy tín, có chứng chỉ hành nghề và bằng cấp chính hãng. Hãy liên hệ tổng đài 1800 6617 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và trải nghiệm công nghệ trẻ hóa nâng cơ hàng đầu thế giới ngày hôm nay.